Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Kay New 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời về kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin nóng nhất có trong ngày hôm nay. Các nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Lisa Blackpink làm náo loạn top trending chỉ với vài giây. Rose Blackpink liên tục có kỷ lục, thành tích 19 năm đã bị phá. BTS vừa trở thành tân đại sứ đã được Louis Vuitton chào đón bằng bộ ảnh mới, nhưng sao trông cứ sai sai thế này? Nữ idol thừa nhận xem ảnh của V, BTS như một quy trình chăm sóc trước khi sinh con. Sau easy tới lượt Twice bị JYP đối xử tệ bạc, lơ đẹp sự an toàn của các nữ idol để fan chen lấn xô đẩy khiến ai cũng mệt bơ phở. Joy, Red Velvet quay lại đóng phim khiến netizen lo lại là bom xịt. Và sau đây là nội dung chi tiết. Lisa Blackpink làm náo loạn top trending chỉ với vài giây. Như đã thông tin trước đó, huấn luyện viên Lisa Blackpink sẽ có một màn biểu diễn kết hợp cùng dàn thí sinh tại Thanh Xuân có bạn ba. Từ mùa trước đến mùa này, màn kết hợp của huấn luyện viên với các thí sinh luôn được người hâm mộ mong chờ. Trong tập mới nhất, tuy Lisa chưa chính thức biểu diễn, nhưng cô nàng đã gây náo loạn chỉ với vài giây nhá hàng ngắn ngủi. Có năm thí sinh được huấn luyện viên Lisa lựa chọn vào đội của mình để cùng nhau biểu diễn sân khấu kết hợp và ca khúc được Lisa lựa chọn để thể hiện với các thí sinh của mình chính là Kickback của Wavy. Trong vài giây nhá hàng tạo hình của Lisa cho màn biểu diễn đã được lộ diện. Cô nàng cột tóc hai chùm dài cá tính xuất hiện trong căn phòng ngập màu hồng với động tác vũ đạo ấn tượng, chắc chắn sẽ rất đáng mong chờ. Chỉ với vài giây ngắn ngủi, Lisa đã gây sốt mạng xã hội, liên tục nằm trong top 10 trending toàn thế giới. Tại Việt Nam, thành viên Blackpink cũng đã đạt hạng một trending, chứng tỏ mức độ quan tâm của người hâm mộ dành cho màn biểu diễn này là vô cùng lớn. Sân khấu biểu diễn kickback của Lisa cùng dàn thí sinh sẽ được phát sóng vào tuần sau. Rose Blackpink liên tục có kỷ lục, thành tích 19 năm đã bị phá. Mới đây, YG Entertainment, công ty quản lý của Blackpink vừa cho biết album solo mang tên R của Rose, giọng ca chính nhóm Blackpink đã bán được tổng cộng 502.447 bản. Chính vì con số này đã giúp cô phá một kỷ lục tồn tại 19 năm của K-pop, đó là trở thành nữ thần tượng K-pop đầu tiên bán được hơn nửa triệu album. Được biết kỷ lục này từng được thiết lập vào năm 2002 do BOA nắm giữ. Nữ ca sĩ gạo cội từng cho ra mắt album Number no. One và cán mốc 500.000 bản. Được biết, ngoài thành tích bán được 502.447 bản, thì album solo đầu tay này của Rose còn đạt kỷ lục khi bán hơn 440.000 bản trong đợt mở bán đầu tiên. Rose Blackpink vừa đạt hai kỷ lục Guinness thế giới trong lần ra mắt solo đầu tiên của mình. Trong đó, có việc cô nàng trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên có nhiều lượt xem nhất trên YouTube trong 24 giờ đầu. Cụ thể, ca khúc On The Ground của cô đạt 41,6 triệu view trên YouTube trong 24 giờ phát hành. Điều này giúp Rose đánh bại tất cả các ca sĩ K-pop khác, trong đó có cả BTS, để giành được vị trí top đầu. Quả thật là màn ra mắt solo của Rose đã khiến fan hâm mộ đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác khi liên tiếp có trong tay nhiều kỷ lục mới. Sắp tới, thành viên khác của Blackpink là Lisa sẽ ra mắt solo. Nhiều người kỳ vọng rằng cô sẽ tiếp nối thành công của đàn chị để tạo ra nhiều kỷ lục mới. BTS vừa trở thành tân đại sứ đã được Louis Vuitton chào đón bằng bộ ảnh mới, nhưng sao trông cứ sai sai thế này? Mới đây không ít các fan của BTS đã vô cùng vui mừng khi bảy anh chàng chính thức trở thành tân đại sứ của Louis Vuitton. Không chỉ đăng ảnh hình chụp của bảy anh chàng, Louis Vuitton còn đăng tải hình ảnh riêng của từng thành viên đăng story và dành hẳn một phần story highlight cho BTS. Tuy nhiên, nhiều fan đã nhanh chóng phát hiện ra những bức ảnh của tân đại sứ Louis Vuitton hóa ra không phải hình mới mà đã được hãng đào mộ lại từ hai năm trước. Cụ thể đây chính là những hình ảnh mà BTS từng chụp khi thực hiện bộ hình cho tạp chí Paper từ năm 2019. Khi đó thì BTS đã diện trang phục trong bộ sưu tập xuân hè 2020 của Louis Vuitton. Như vậy là Louis Vuitton đã bổn cũ soạn lại, chào đón tân đại sứ với bộ ảnh cũ từ hai năm trước. Chính vì vậy điều này cũng đã khiến nhiều fan có những ý kiến trái chiều. Một mặt cho rằng hãng tận dụng lại ảnh cũ cũng không có gì đáng chê trách, một mặt lại cho rằng Louis Vuitton có màn chào đón khá qua loa với tân đại sứ. Nữ idol thừa nhận xem ảnh của V, BTS như một quy trình chăm sóc trước khi sinh con. Nữ ca sĩ ballad người Hàn Quốc và DJ hoạt động trong MBC Na'Vi đã đề cập đến V của BTS trong cuộc phỏng vấn gần đây với BNT News. Theo đó, Navi sắp trở thành một người mẹ và khi được hỏi về quá trình chăm sóc trước khi sinh, Navi chia sẻ rằng cô thường nhìn ảnh của V BTS vì thật tốt khi nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai khi mang thai. Được biết truyền thống của các bà mẹ Hàn Quốc là ngắm ảnh người đẹp khi mang thai. vì của BTS không phải là một lựa chọn đáng ngạc nhiên khi nam thần tượng đã đứng đầu bảng xếp hạng trên toàn thế giới về vẻ ngoài điển trai của mình trong nhiều năm. Gần đây, vì còn được BS Medianet trao danh hiệu đại diện hình ảnh của K-pop. Dưới đây là một số bình luận của netizen. Đây là một phong tục phổ biến ở nhiều nước châu Á, mặc dù nó có vẻ khác thường đối với những người khác. Không chỉ đẹp như Taehyung, tôi chắc chắn rằng hầu hết các bậc cha mẹ sẽ rất vui khi con mình lớn lên trở thành một người như Taehyung, khiêm tốn, chăm chỉ, chu đáo và tài năng. Xin lỗi nhưng tôi không thể ngừng cười được chỉ nghĩ đến gương mặt của chồng cô ấy. Fan của BTS cũng có những cô gái đã có gia đình, cũng có chồng, nhưng họ đều nhìn vi Tae là một anh chàng đẹp trai và khiến phụ nữ thả lỏng tâm lý. Nói chung là dễ chịu khi ngắm nhìn cái đẹp, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn như là mang thai. Sau Easy, tới lượt Twice bị JYP đối xử tệ bạc, lơ đẹp sự an toàn của các nữ idol để fan chen lấn xô đẩy khiến ai cũng mệt bơ phở. Chiều ngày 23 tháng 4, Twice trở về Seoul sau nhiều ngày ở đảo Jeju để quay MV mới. Được biết, chín cô gái vàng nhà JYP đã chính thức comeback vào tháng 6 tới đây, khi Easy kết thúc quảng bá. Ngay khi xuất hiện ở sân bay, các cô gái nhà JYP nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả cũng như giới truyền thông. Điều đáng nói là trong lần lộ diện này, JYP không cho quản lý lẫn vệ sĩ theo cùng, khiến Twice phải rất khó khăn mới có thể thoát được khỏi vòng vây của fan lẫn cánh phóng viên. Việc JYP ngó lơ sự an toàn của Twice, chưa kể là Hàn Quốc đang trong thời điểm giãn cách xã hội do dịch bệnh, khiến nhiều fan không khỏi lo lắng cho Twice cũng như bày tỏ sự tức giận đối với công ty chủ quản ngày càng tệ hại. Trước đó một ngày JYP cũng hứng chịu nhiều lời chỉ trích khi để Easy đi quay show Knowing Brother, nhưng váy áo của các cô gái thì nhăn nhúm, không được ủi thẳng thớm. Bên cạnh đó cách phối áo của Jiji và Riojin khiến cả hai trông luộm thuộm hơn hẳn. Hiện tại người hâm mộ đang không khỏi tức giận, đồng thời yêu cầu JYP phải có biện pháp bảo vệ quan tâm Twice Easy, bởi các cô nàng chính là nguồn thu nhập chính của JYP. Joy Red Velvet quay lại đóng phim khiến netizen lo lại là bom xịt. Ngày 24 tháng 4, truyền thông Hàn đưa tin Joy Dress Velvet đang cân nhắc quay lại phim Only One Person của đài GTBC. Hiện có hai diễn viên khác cũng đàm phán tham gia tác phẩm là Park Sung-hoon và An Un-jin. Only One Person là câu chuyện kể về Seong Mi-do, một influencer nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng, mắc bệnh nan y và chỉ còn sống được một thời gian ngắn. Mi-do đã quyết định dành phần lớn thời gian để trả thù một gã đàn ông bội bạc, nhưng rồi một sự việc xảy ra khiến cô thay đổi góc nhìn về cuộc sống. Phim do đạo diễn Oh Hyun Jong, người đứng sau thành công của tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo cầm trịch. Bộ phim được KS Entertainment chịu trách nhiệm sản xuất, sẽ lên sóng vào nửa cuối năm 2021. Nếu nhận lời tham gia, đây sẽ là tác phẩm phim điện ảnh đầu tiên sau 3 năm của mỹ nhân Red Velvet. Joy từng tham gia diễn xuất trong The Great Seducer, The Liar and His Lover. Tuy nhiên, diễn xuất của nữ idol đều bị đánh giá là thảm họa. Joy nhận nhiều gạch đá vì diễn xuất cứng đờ, thiếu kinh nghiệm, nhưng lại đóng vai chính nhờ sức ảnh hưởng của công ty quản lý việc joy quay trở lại diễn xuất tạo nên nhiều ý kiến tranh cãi fan tỏ ra hào hức trước dự án mới và cho rằng mỹ nhân red velvet ngày càng trưởng thành quyến rũ hơn có thần thái của một diễn viên tuy nhiên nhiều ý kiến lại cho rằng diễn xuất của joy vẫn quá tệ không thể cân được một bộ phim truyền hình thậm chí có người còn bình luận joy nên học lại diễn xuất đi đã joy sinh thật đấy nhưng diễn tệ lắm hai bộ phim trước tôi không xem nổi diễn xuất tệ thì phim sẽ xịt thôi nghe nội dung không hấp dẫn rồi diễn cũng tệ lắm. Nhìn thấy trước tương lai phim thất bại rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Kênh News 24 giờ nhé.